Em Nhâm xin kính chào toàn thể các quý cô chú anh chị các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc nhé. Và ngày hôm nay thì em lại cập bến thêm rất là nhiều dòng hàng mới. Em sẽ lên cho mọi người một video clip để giới thiệu cập nhật những mặt hàng mới nhất nhà em về. Hôm nay về thêm một lô hồ điệp băng băng hàng phân nhánh siêu nụ hoa và rất là nhiều dòng hàng lan cây cảnh khác. Và số điện thoại và số Zalo để các bác liên hệ đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Lộc Hải Dương. Và em rất là hoan nghênh mọi người nếu có thời gian, có điều kiện thì có thể ghé qua shop nhà em để lựa chọn và mua sắm cho mình những cái giò lan đẹp nhất để mọi người về trưng hoa Tết nhé. Em đã nhập dần dần những cái dòng hàng hoa Tết rồi. Tất cả các dòng hàng thân thòng này, các dòng thân thòng nhà em có rất là nhiều loại, đủ loại luôn. Đấy. Và các dòng như hạc đỉnh này, một số dòng trà. Và ngoài cung cấp hoa lan thì bên shop nhà em có bán thêm cả những sản phẩm phân bón cho hoa lan, các giá thể cho cây, các sản phẩm mẫu chậu thì các bác có thể mua để về trưng Tết. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều những mặt hàng khác ở phía bên ngoài vườn, ví dụ như là lan cát lai da này, vừa về thêm này. Đây là khu vườn cát lai da này, phía bên đây là dendro này, dendro nhà em về số lượng nhiều luôn, và kể cả cát cũng vậy nha các bác nhé. Ngày mai thì em sẽ lên cho mọi người một video riêng về cái dòng lan cát lai da, bởi vì cát nhà em về rất là nhiều loại mà em muốn đính kèm mặt hoa cho mọi người thì em sẽ dành một video clip riêng. Còn phiên video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người đến tất cả những dòng hàng dendro nhà em mới về trong phiên ngày hôm nay. Rất là nhiều loại mặt hàng để mọi người có thể làm hoa Tết nhé. Giá thành rất là rẻ luôn mọi người ạ, cực kỳ là rẻ, cực kỳ là đẹp. Và các bác đặt hàng thì có thể gọi điện trực tiếp, nhắn tin trực tiếp hoặc là gọi điện nhắn tin qua Zalo nhá. Bên em có sử dụng hai số Zalo để kết nối đặt hàng ạ. Hàng về số lượng nhiều quá các bác ơi, nên là em sẽ đi luôn vào những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay luôn. Và mặt hàng đầu tiên siêu hot trong phiên buổi tối ngày hôm nay đó chính là lô hồ điệp băng băng ạ. Cái lô hồ điệp băng băng trước của em ấy, về cách đây tầm 1 tháng em quay duy nhất một buổi tối mà hết trong một đốt nhạc luôn. Đấy. Và sau từ thời điểm đấy thì em đã săn rất là nhiều lô băng băng không có hàng các bác. Bây giờ càng ngày càng Tết ấy, càng gần Tết. Thứ nhất là hàng hồ điệp người ta để dành đến Tết người ta bán cơ, chứ người ta không bán vào cái thời điểm đấy đâu. Nên lô nào ấy mà mình nhập được rẻ thì em bán rẻ, còn lô nào ấy, gần cuối năm rồi mình cũng phải chấp nhận cái giá hồ điệp nó thay đổi theo từng thời điểm nhá. Còn cái lô băng băng ngày hôm nay á, giá thành rất là hợp lý, và thứ hai là cây của nó phân rất là nhiều nhánh này mọi người này. Hàng phân nhiều nhánh lắm ạ, ít nhất là 3 tay, ít nhất là 3 tay. Đây, 1 2 3 tay. Cũng có 1 2 3, cũng có cái thì 4 tay, nói chung là từ 3 đến 4 tay nhá. Phải có những cái lô băng băng bây giờ ấy, hiện tại thị trường xuất ra cái lô ấy nó hơi non. Nhìn cây nó non choẹt ấy thì nó chưa phân tay. Tầm này băng băng phân tay là chơi Tết ok đấy các bạn, tại vì nó còn phát triển dài các nụ đó. Và mọi người nhìn hộ em này. Thứ nhất là nhìn về cái độ đanh của cây á thì đây. Nó to, cái băng băng nó to ấy. Còn có cái loại băng băng mà lá nó non thì cây nó rất là bé, và thứ hai là nó không vĩ đại như này đâu. Dòng băng băng này nó hay bị tách lá như này. Mọi người chơi băng băng mọi người sẽ biết nhá. Và hôm nay thì cái lô băng băng này em xin phép bán với giá là 190.000 đồng một chậu mọi người nhá. 190.000. Em thấy bây giờ các vườn người ta xuất băng băng cái hàng phân nhánh nhiều như thế này nhá. Và hàng loại chọn này đã ăn từ giá 220 đến 250 rồi. Mà các bác đã từng nghe cây băng băng nó rơi tầm hơn 1 triệu chưa? Cây băng băng top 5.0 nhá. Năm ngoái em thấy cũng có những shop người ta bán 1.250.000 một cây băng băng ấy, top 5.0 ấy ạ. Mà bây giờ năm nay á thì giá thành nó giảm hơn, nó phải gần 1 triệu một cây ấy. Đấy, nên là mọi người, em thấy là những cái cây này nó rất là to rồi. Đấy, mà chỉ có 190.000 thôi. Rất là đáng để sưu tầm luôn ạ. Càng gần Tết giá càng đắt, khẳng định với mọi người luôn. Còn hồ điệp thì em sẽ về thêm những cái mẫu mã mới. Thì chắc là trong một vài tuần tới này. Còn cái dòng băng băng này thì nó là dòng hơi VIP. Săn được vườn nào có giá đẹp và cây đẹp thì em phải lấy luôn. Tiếp theo thì em về một lô hàng cát tông sunray nhé. Một cái dòng hàng rất là nổi tiếng của bên Thái Lan, với bông hoa của nó thành từng chùm rất là dài và bông màu vàng ươm, với họng của nó màu nâu đỏ. Cái này còn có một cái tên gọi khác là cây hoàng thảo Thái Bình hoa màu vàng nhé. Giống này nó sẽ đắt hơn là cái dòng của bên mình, bởi hoa nó màu nó vàng ươm rất là đẹp. Đây, cả nhà nhìn tổng thể cho em quay từ xa nhé. Mọi người sẽ thấy là có những lô cây cao này, có những lô cây thấp này. Đấy, và giá tiền mỗi chậu nó sẽ khác nhau. Em sẽ quay thường hình nhé. Duy nhất có 7 chậu thôi mọi người ạ. Mã M1 này là một chậu cát tông sunray. Chậu này tất cả hàng này hàng bầu to ấy, mọi người nhìn size bầu là mọi người biết. Và thứ hai, cây trưởng thành chuẩn bị xuống lá này, xương nụ ạ. 170.000 này. Mã số 2, 160, chậu này sum xuê cũng nhiều thân nhưng nó thấp hơn tí, em tính xem 6 này. Mã M3, chậu này cũng 170 này, có cái thân kia cực kỳ chất lượng. Riêng chỉ chơi một thân cũng được, nó ra hoa mấy vòi luôn ạ.
nhiều thân này, 170 này. Mã M4 này, một mã M4 200. Chỗ này mấy cái thanh những thân ở dưới đây cũng rất là đanh mà thân này cũng cao này. 200. Mã M5 cũng 200 này. Đây cái thân này nó xuống lá này, tất cả dòng này thân phòng nào xuống lá, chỗ này nhiều thân á. Mã M6 cũng 200, chỗ này có một thân phải cao đến phải 80 cm. Thân này cực kỳ là chất. Đây thân kia thì thấp hơn, cái này có một cái mầm nữa này. M6 này 200 này. Và mã M7 chọn là 170.000. Nhiều thân nhưng mà nó thấp. 170. Đấy nó xuống lá rồi đấy các bạn, toàn thân tơ thôi. Đây là lô gắt tôm sunray. Thế là những chậu Dendro Xuân nhá. Dendro Xuân nhà em lại vừa về thêm các bạn, bởi vì cái dòng này hiện tại đang sưng nụ nên được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng. Mọi người nhìn hộ em này, những cái nụ nó đang sưng sưng như này. Các bác nhìn chưa? Đấy, mà bụi nó to, nó nhiều thân lắm. Em đếm nói chung là nó phải rơi tầm 6 7 8 9 10 thân đấy. Đấy. Nụ rất là nhiều luôn. Lô này thì em không cần phải quảng cáo nhiều bởi vì em hết liên tục luôn ấy. Em nợ đơn các bác rất là nhiều, mới về hôm nay về thêm đấy ạ. Đây cho mọi người xem này. Cả một thùng Dendro Xuân về thêm này để cho mọi người phục vụ nhu cầu của các bác này. Một thùng này là 30 cây. Đấy. Dendro nhà em thì vẫn bán cho mọi người 200.000 thôi, 200.000 một chậu thôi. Nói chung là có những thân nó đã đẩy nụ rồi, có những thân thì nó chuẩn bị đẩy nụ nhá. Nhưng mà một chậu nó sum suê nhiều thân này có mỗi 200. Như các bác mua năm ngoái những cái hàng Dendro Xuân người ta bán chậu 1 2 thân đã là 180 rồi. Chứ bây giờ cả một bụi to đùng này có 200.000 rất là đáng mua. Dendro Xuân em mới về. Mai em dỡ cho mọi người xem, cây rất là đẹp, to cao khỏe mạnh. Các bạn mọi người, đây là một cái lô tóc tiên hương dừa mọi người. Các bác đã chơi cái dòng tóc tiên này chưa? Nếu mà các bác nào biết từ trước rồi thì nó là một cái dòng tóc tiên mà hoa rất là thơm luôn. Hoa của nó màu đỏ và loại này thơm như cái mùi hương dừa ấy. Đấy nên nó người ta gọi như vậy. Mà cái lô đợt này cây tơ nhá các bác nhá. Cây tơ giả hành rất là đẹp và lá cũng rất là xinh, chậu nhiều thân ạ. Bởi vì tóc tiên bình thường á, cây của nó giả cỗi lắm, nó không được tơ mướt như này đâu. Hôm nay vượt được cái lô này nó cũng không có nhiều đâu các bạn. Hàng sưu tầm thôi. Đấy, nhà em Nhung bán hàng thì rất là đa dạng nên là cứ có mặt hàng nó mới mới thì em lại lấy về, có tầm hơn chục chậu rồi ở trong cái khay không đáng bao nhiêu. Em bán là 130.000 một chậu nhá, 130.000 một chậu tóc tiên hương dừa nhá. Thơm ngọt ngào lắm các bạn. Cứ chơi một lần để thử thì biết. Hàng phi hạc mắt đen nhà em lại vừa về thêm các bác nhá. Cái hàng phi hạc mắt đen này, cái dòng hàng thân thòng này các bác ơi, nó sẽ thòng xuống như này nhá. Các bác mà trồng cố định thẳng lên thì các bác vui lòng là phải làm kim, làm kẹp. Đấy cái dòng này. Cái chậu mà thân nó lùn lùn thì nó lại nhiều thân. Còn thận chậu nó thân nó dài dài hơn thì nó ít thân. Đấy. Hàng này rất là nhiều thân luôn. Và em bán một chậu hoàng phi hạc mắt đen này với giá là 130 nhá, 130.000 một chậu. Cây của nó thắt ngọn đứng ngọn hết rồi. Dòng này hàng hoa sưu tầm đấy ạ. Hàng đỉnh nâu đỏ nhá. Cái dòng hàng đỉnh nâu đỏ thì nói chung là xong những tất cả dòng hàng đỉnh thì dòng này thì thân siêu bự, ngồng cao, dài và đẹp. Hàng này bây giờ nó đang nứt nụ hoa này các bạn. Tất cả những hạc đỉnh bây giờ nó đang nứt nụ hoa. Mọi người ơi, cái hạc đỉnh này nhá, có một cái kinh nghiệm như thế này. Nhà vườn người ta báo là nếu mà khi các bác nhận hàng về ấy, thì các bác tách cho em cái bẹ lá ở cái nụ hoa này ra để cho cái nụ của nó phát triển nhanh hơn. Bởi vì khi mà cái lá này nó không vẫn còn giữ cái bẹ thì nó sẽ phát triển chậm hơn đấy ạ. Hàng gửi đi thì em vẫn giữ nguyên cho các bác cái bẹ này để nó giữ bảo vệ nụ. Nhưng mà về là mọi người cứ làm theo cái bước ấy của em nhé. Cứ như cái nụ này nó ngoi ra khỏi cái bẹ này thì mọi người tách cái lá bẹ này ra để cho nó phát triển nó dễ dàng hơn. Đấy. Và cái lô hạc đỉnh ngày hôm nay thì em lấy sớm hơn. Năm nay thì giá nó thành là rất là mềm mại hơn. Bụi to khủng như này giá chỉ có 300.000 thôi ạ. Hạc đỉnh xả con Vanda nhé mọi người nhé. Ba cây Vanda này là ba màu khác nhau đấy ạ. Hôm vừa rồi em xả 100.000 một cây. Bác nào hôm nay hốt cho em cả ba cây Vanda này, em sẽ để 250.000 ba cây nhé. Đây là Vanda lá kim này. Hoa cũng rất là đẹp. Nói chung là ba cây này ba màu khác nhau. Vừa rồi là em nhập cái lô Vanda là nhập theo màu ấy. Nhưng căn bản là em nhiều hàng quá, em chẳng không có thời gian em bán Vanda. Để treo nó còn mọc cả rễ lên này. Mọi người nhú cả rễ lên. 250 ba cây, còn mua lẻ là 100.000 một cây. Đây có 1 2 3 cây. Em còn duy nhất ba chậu vua mèo đỏ anh thanh lý đấy. Hàng này hàng 100.000 của em đấy. Bây giờ em thanh lý cho mọi người nhá. Trời, chậu số 1 này đang lên mầm gốc này, nó hơi rớt lá chân thôi. 70.000 này. Chậu vua mèo số 1, chậu vua mèo số 2 này. Chậu số 2 cây thì cao. Cũng 70.000 này. Chậu số 3 cây lùn nhưng mà cây bắn cây này nhiều thân lùn nhưng mà mầm của nó thì không này. Mầm của nó hơi xấu lá một tí xíu. Thôi, chỗ này bán 50.000 đi. Ủa, cái hàng vua mèo này.
Bông thì rất là to, nó thuộc dòng kiểu như là dòng lai cát thì bông to cực kỳ luôn, nhưng mà bông mùa nó bông đỏ đậm. Bịp thì em còn duy nhất vài chậu chớp bịp thôi ạ. Em đánh theo từng mã như sau. Và hàng này thì em bao chuẩn hoa nhé. Em thì đợt tới đây em sẽ lấy cái hàng lá nhiều hơn là hàng nụ. Đấy, nhưng mà lô nào nụ nhiều thân thì em sẽ lấy, còn lô nào nụ mà ít thân thì em sẽ ưu tiên là hàng lá hơn. Bởi vì tất cả những hàng này đã đứng ngọn rồi, nhiều cây cũng chuẩn bị đứng ngọn để cho hoa rồi. Bịp thì nó là cái dòng chuẩn hoa luôn, chuẩn giống luôn. Mã B8 này, chậu này thì nó cắt ngồng 2 lần ở trên đầu ngọn, nó ra hoa 2 lần. Còn đâu những cái nách chưa hoa em bán 190 này. Mã B13 210.000 đồng này, cây này thì mầm tơ nhiều. Cây này chưa nụ hoa, hai mầm tơ. B4 190. B10 cũng 190. Cây này chuẩn bị nhú vòi đấy, cây này. B6 200. Cây này nụ hoa nhưng thui rồi. B5 cũng 200. Nói chung là những cái cây này là những cái cây chậu nhiều thân đấy. Em tiếp tục lên cho mọi người những dòng chớp Sonia nhé. Chớp Sonia hôm nay em bán giống cho các bác. Hôm nay em sẽ giảm giá trên những cái mặt hàng này một số. Giá giảm giá từ 10 đến 20.000 trên một chậu để em bán xà hàng nhé. Ôi, còn kia là cây chớp hồng ấy. Đây, cái chớp son này thì hoa của nó bông rất là to, sai hoa. Hàng này hoa nở tại vườn rồi. Chuẩn hoa đấy ạ, bông rất là đẹp. Nói chung là nó siêu bông lắm ạ. Em ký hiệu là chữ S nữa, S1 nhá. S1 này, S1 là một chậu này. Chậu này hôm nay S1 chậu này là 150 đúng không? Cây này cũng rất là đẹp, em tính cho mọi người 140 thôi. Cây này rất là đẹp này, 140. S1 em đánh lại mã giảm giá trực tiếp trên từng mã nha. S2 130. Cây này đang có mầm tơ này, mầm gốc đang lên này. 130 này, S2. S3. Cây này hôm trước bán 120. Nhưng mà cây này thì rớt lá chân hơn nhiều nhá. Cây này em sẽ để cho mọi người đây. Mùm hoa dài chưa? 100.000. Làm giống rồi các bạn. Mã S4 này. Cây này cũng 110.000 đồng. S4. S5 cây này thì cả nụ cao chưa? Cây nụ rất là cao to mà cây rất là mập đẹp này. 170 này, mã S5. 170. Mã S6 hôm trước bán 180 này. Cây này em cắt ngồng nhá. Cây này cây em cắt ngồng, bây giờ bán giống cho các bác thôi. Thân thì rất là mập mạp. Đây, nếu mà như cái kia to ngang ngửa nhau chẳng qua nó bị rớt lá chân thôi. Nên là nó mất giá như thế, em bán 130. Một cây 170, một cây 130. Cây kia thì nó đang có nụ. Đấy, nó hơn nhau ở cái đấy. Mã S6 này. Mã S7 chấp Sonia 140. Mập đẹp, nói chung là lấy giống thì lấy những cái cây này này. Mã S8 chấp Sonia, chậu này trước thanh lý 130 đúng không? Để nó rớt lá chân phí chưa. Nhưng mà thân mập to lắm. Để 100.000. Mã S8. Mã S9 chấp Sonia. Cây này to, mập, đẹp nhiều thân này. Cây này bán 150 đi. To, mập. S10 chớp Sonia, chỗ này thanh lý đây. Chỗ này ít cộng, không chất 120 đúng không? Cây này bán 90.000 đi. 90.000. Bán giống. Toàn những cây 150 của em đấy, em để nó bị rớt lá chân như dendro thế. S10 này và S11, cây này chưa bán 101 này. Giờ thanh lý 90.000 nốt đi, cho nó hết. 90.000. Đây là những cái mã chớp Sonia em có. Còn bên đây là một cái loại mặt hàng mới về. Đây là chính là cây tím sao biển ạ. Bác nào mà yêu thích cái màu tím đỏ đỏ đậm đậm ấy thì cái cây tím sao biển này nó sai hoa lắm. Thân nó vừa cao mà cây nó tơ mướt rất là đẹp. Đấy. Hôm nay mới về cái lô tím sao biển này. Đẹp lắm. Tổng thể cây 60.000 đồng một chậu tím sao biển ạ. Endo thiên lan cả nhà nhá. Cái thiên lan này thì cây của nó lùn thôi, nhưng mà vòi hoa của nó lại dài lắm ạ các bác ạ. Cây này càng trồng thì cây của nó cao mà hoa càng xiêng. Dòng này cây cao hơn gang tay một chút xíu. Cây tơ đẹp, đang nhú vòi. 60.000 đồng một chậu thiên lan. Dendro mèo hồng lại về thêm của cả nhà. Một trong những dòng hàng bán chạy hàng nhất của nhà em. Cây mèo hồng bây giờ tình trạng cây là đứng ngọn, đang chuẩn bị nhú vòi nhỏ nhỏ. Rất là đảm bảo an toàn khi gửi đi. Và cây mèo hồng thì cây to, mập, khỏe. Em bán 60.000 đồng một chậu mèo hồng. Hoa màu rất là xinh. Đỏ 294 ạ. Về thêm một lô đỏ 294 nữa nhá. Cái đỏ 294 này lúc nào cũng cháy hàng luôn các bạn. Cây của nó đứng ngọn hết rồi. Nói chung là cây này thì vừa cao to lại vừa đẹp, hoa lại vừa xiêng nữa. Cái đỏ 294 này cây đẹp lắm. Em bán 60.000 đồng một chậu. Ai yêu thích màu đỏ thì lấy loại này cũng được. Bò blue. Trời ớt ơi, cái lô bò blue chất lượng làm sao mọi người ơi. Quá là chất lượng luôn ấy. Tuyệt vời luôn.
thân cao to mập khỏe, và thứ hai là cây này. Trời đất, lô bò tím với bò blue đợt này quá là ưng ý luôn, 60.000. Còn đây là dòng Nendo bò đỏ nhá. Cái bò đỏ này là em nhập trực tiếp từ bên Thái các bạn, tại vì ở Việt Nam người ta ít trồng cái dòng bò đỏ này. Cái dòng bò đỏ này cây của nó không được nhiều thân như những dòng khác, nhưng hoa rất là đẹp. Dòng này mới đấy, cây tơ đứng ngọn, chuẩn bị nhú vòi. Bò đỏ này em bán 90.000 đồng một chậu nhá. Hàng mới về, một lô hàng mới các bạn. Cây tơ đẹp lắm, xanh mướt mượt mượt luôn. Vàng chanh ạ, vàng chanh cái lô hần này thân rất là mập đẹp nhé. Và hiện tại thì rất là nhiều cây đang nhú nụ này. Cây vàng chanh này, cao to khỏe, và dòng vàng chanh này hoa một xanh cốm và vòi rất là siêng. Em bán 60.000 đồng một chậu. Dendro vàng lưỡi đỏ nhà em bán siêu chạy luôn các bạn. Đây là cái dòng hoa mà bông của nó màu vàng, bông to và cái lưỡi của nó đậm rất là đẹp đây. Lô vàng lưỡi đỏ mấy lô gần đây gần như là to, vừa mập, vừa cao, vừa khỏe. Và giá em nhung bán chỉ có 60.000 thôi. Đây mọi người ơi, cả một dãy vàng lưỡi đỏ nhá. Hôm nay tha hồ các bác đặt, hôm trước còn bị cháy hàng ạ. Sau bên đây là một màu trắng rất là tinh khôi, đó chính là cây CY. CY hoa màu trắng mà dòng này hoa của nó cánh rất là bay. Dòng này hoa nó thơm, CY nổi tiếng là dòng hoa thơm rồi ạ. Thơm hơn cả những dòng khác. Và cái dòng CY này cây của nó đây, tình trạng cây đấy ạ, đứng ngọn rồi, thi thoảng một vài cây nhú. Em bán 60.000 đồng một chậu CY. Tiếp theo là hoán long đỏ. Một cái dòng hoa cánh xoắn và bông của nó màu đỏ đậm, rất là đẹp. Đây cái dòng hoán long gần như đứng ngọn rồi nhá. Đợt này cao lắm ạ, mọi phiên là nó chỉ cao tầm gang tay thôi, nhưng đợt này cao hơn gang tay. Mà cây đứng ngọn này, nhiều mắt nụ đang sưng, đây cũng có cây đang nhú ngồng nụ. Cái hoán long đỏ này em bán 60.000 đồng một chậu nhá, hoán long đỏ. Uragwan. Các dòng Dendro Uragwan thì rất là siêng bông rồi và hoa của nó bay rất là xinh. Uragwan hôm trước cháy hàng đây ạ. Đấy, bác nào hôm trước mà thiếu hàng Uragwan, có khách lấy hẳn 6 cây về ghép một chậu to đùng cơ. Cái Uragwan em bán cây tơ như vậy, mướt đẹp như này có 60.000 nhá. Uragwan đứng ngọn hết rồi. Tiếp theo sau là bà liễu nhá. Bà liễu hôm nay sẽ có hai dòng, bà liễu lá tre và bà liễu xưa. Nhưng mà để mà nói cái lô hàng hôm nay quá chất lượng của các bạn. Cái bà liễu xưa hôm nay phải nói là siêu VIP nhá các mọi người nhá. Hàng này là hàng VIP luôn. Tại vì bà liễu bình thường cây nó thấp lắm, chưa có lô nào cây to tướng này luôn. Em nhận hàng mà em sốc luôn ấy, bởi vì hàng nó quá là tuyệt vời. Đây bà liễu đợt này cây cao lắm, có những cây cao nó phải hơn 2 gang tay luôn. Đấy mọi người, ui dồi ôi, cái lô này chất lượng kinh khủng luôn đấy ạ. Và hàng này nhá, dù là em nhập cao giá hơn nhưng so với những cái lô khác, nhưng mà em vẫn để cho mọi người với giá 60.000 đồng một chậu. Riêng bà liễu to này thị trường phải bán 80.000 là ít nhá. Hàng này em bán 60.000, đây là em bán tri ân khách hàng cuối năm nhá các bác nhá. Em nhung bán tri ân khách hàng cuối năm cái lô bà liễu xưa này. Hoa rất là thơm, loại này ăn nắng hoa rất là thơm và cánh rất là bay, 60.000 đồng một chậu. Còn phía bên đây là bà liễu lá tre. Bà liễu lá tre hoa cũng thơm, dòng này thì cây lùn hơn bà liễu xưa. Đấy, bình thường cây bà liễu xưa nó chỉ như thế này thôi này. Mọi người cứ hình dung bình thường cây bà liễu xưa nó chỉ cao tầm này thôi. Nhưng được cái là hôm nay một cái lô hàng VIP nhà vườn người ta chốt cho em cái bà liễu xưa này, cây siêu cao. Đấy, mọi người hôm nay tranh thủ lấy cái lô này nhá, không lấy hơi phí ấy, rất là đẹp luôn. Hơi tiếc luôn. Ví dụ như chậu nào thấp thấp hơn tí thôi lại rất là nhiều thân. Chậu nào cao cao thì nó có hai thân như này. Đấy, nhưng mà chất lượng, rất là chất lượng. Còn đây là bà liễu lá tre hoa cũng thơm này. Bà liễu lá tre 60.000 cũng rất là đáng sưu tầm. Sang bên đây là cây móng rồng vàng. Cái móng rồng vàng này hoa của nó là dòng thơm này. Mà cái dòng móng rồng này á, khi mà đã nở hoa siêng hoa thì hoa của nó phải nói là thôi rồi luôn các bác ạ. Mà nó siêng, nó đẹp mà nó sai hoa lắm ạ. Cái móng rồng này cây đứng ngọn rồi. Loại này thì cây nó không quá cao như những dòng khác đâu. Đấy, đấy cây này là cây trưởng thành đấy các bạn. Cây cao hơn gang tay, gần gang rưỡi. 60.000. Dendro rồng xanh. Đấy, rồng xanh hôm nay em về có cả size nhỏ nhá. Hôm trước thì chỉ có size to thôi. Cái loại size to đã là 150.000 rồi. Còn đây là size nhỏ thì nó trồng trong chậu phi 12. Đây cái rồng xanh này. Cây cũng lớn phết đấy các bác ạ. Đấy, rồng xanh này em bán 60.000 đồng một chậu ạ. Dendro đỏ lưng vàng. Đỏ lưng vàng. Cái dòng này thì quá là nổi tiếng về độ siêng hoa. Dòng này cây của nó hơi cao hơn gang một tí xíu, đứng ngọn hết rồi. Đấy, nó tùy từng bản chất từng cây nhá, chứ không phải cây nào cũng bắt buộc là phải cao như vậy. Cây này nó thấp thấp. Mọi người chơi mặt hoa thì mọi người phải xem là cái cây này có ok hay không. Cây này là đã trưởng thành rồi ạ. 60.000 đồng một chậu. Đây là cây đỏ lưng vàng. Kinh hổ mang. Kinh hổ mang hôm nay cây tơ chưa? Mọi người nhìn cái độ tơ của nó chưa? Rất là mướt nhá. Kinh hổ mang cây tơ như thế này, to mập khỏe như thế này, 60.000 đồng một chậu thôi. Đấy, em bán không phải là cái loại nào to là to tiền đâu, em bán đồng giá hết. Nó tùy từng loại cây nó như vậy thôi ạ. 60.000. Tiếp theo bên đây là cây nắng 4N nhá. Nắng 4N. Nắng 4N hôm nay cây cũng tơ này và nhiều cây đang nhú nụ lắm các bạn ạ. Đấy.
đẹp chưa? Cái nắng 4N này là cái nắng truyền thống, bông rất là to. Người ta thích cái nắng 4N bởi vì cái bông của nó to, nó đẹp. 60.000 đồng một chậu. Sang bên đây nữa là cây An Ba Xưa. An Ba Xưa, An Ba Xưa thì siêng hoa rồi. Hôm nay cái An Ba đợt này thì cũng mướt mượt mượt luôn. Đẹp chưa? Nhiều cây cũng đang nhú ngồng nụ. Nói chung là cái lô An Ba này đẹp. Trong tất cả các lô thì lô này khá là ưng ý đấy. Rất là ưng ý nhất luôn. 60.000. Kinh 10 bích nhá. Kinh 10 bích. Kinh 10 bích lần này chậu nhiều thân hơn. Những cái lô kinh 10 bích trước thì cây nó già thân hơn. Cây hôm nay thì tơ thân hơn và rất là đẹp. Kinh 10 bích 60.000 đồng một chậu. Tím lavender. Đấy, đây là một cái mẫu mới trong cái phiên ngày hôm nay nhá. Cái dòng tím lavender này, rất là nhiều khách hàng hỏi tím lavender. Nhưng mà vì sao ạ? Bởi vì cây góc vườn khác nó chưa được đẹp, cây nó bé quá, người ta chưa xuất. Còn lô đợt này cây nó vừa to vừa đẹp này. Đấy, em lượm được của cái vườn này á, người ta xuất cái cây đẹp cực kỳ luôn. Đấy, chậu nào thấp thấp thì nhiều, nhưng mà cao thì ít thân hơn. Nhưng mà tổng thể một cái lô này, cái tím lavender này nhiều nụ lắm nhá. Em bán 60.000 đồng một chậu tím lavender. Giáng hương mặt trời đỏ ạ, giáng hương mặt trời đỏ. Bông hoa của nó thì loại này siêu siêng hoa. Mà ra ngoài nắng cái dòng mặt trời đỏ này, hoa của nó ánh lên rất là đẹp nhá. Cây tơ mướt mượt mượt luôn. Giáng hương mặt trời đỏ, cây cao tầm gang, hơn gang một chút, đứng ngọn rồi, chuẩn bị hoa rồi. 60.000 đồng một chậu. Thỏ lai sinh ạ, cái dòng thỏ lai sinh này thì lại bông của nó là màu vàng với cái lưỡi màu đỏ rất là đẹp. Thỏ lai sinh này thì hoa cũng rất là xinh nhá. Đẹp lắm. Thỏ lai sinh, số lượng có ít thôi, đứng ngọn hết rồi, 60.000 đồng một chậu. Rồi tiếp theo là sang đến cái dòng lai hồ điệp. Hôm nay đủ cho mọi người ba mặt hoa lai hồ điệp cho mọi người sưu tầm. Thứ nhất là màu hồng. Màu hồng lai hồ điệp thì vẫn là cái dòng bông to. Dòng này bông to mà siêng hoa. Em bán tất cả các dòng lai hồ điệp rất là chạy hàng nhá. Hồng lai hồ điệp bông to này, cây của nó đây, tình trạng cây này, mập khỏe đang nhú vòi. Hồng lai hồ điệp 60.000 đồng một chậu. Sang bên đây là cây trắng lai hồ điệp này. Trắng lai hồ điệp thì nó nhiều thân hơn hồng một chút xíu. Và cái cây trắng này bông của nó là màu trắng tinh. Tất cả các dòng bông lai hồ điệp nó to gần như bằng bàn tay của em, lòng bàn tay của em nhá. Loại trắng này thì em bán 60.000 đồng một chậu ạ. Và tiếp theo bên đây là cây tím lai hồ điệp, cũng là một dòng hàng bán chuyên cháy hàng luôn. Cây tím này, cả nhà ơi, chất lượng lắm ạ. Nhiều cây đang nhú ngồng nụ. Tất cả các dòng lai hồ điệp em thấy thân mập như nhau. Em bán 60.000 đồng một chậu. Tiếp theo là lai cát đại mỹ nhân. Cái dòng lai cát đại mỹ nhân này thì cây của nó không được nhiều thân như những loại khác, nhưng cây này cũng đã đứng ngọn rồi ạ, chuẩn bị nhú vòi đấy ạ. Cái lai cát đại mỹ nhân này em bán gần như là lần nào về cũng chị cháy hàng. Bởi vì sao ạ? Cái bông hoa nó rất là đẹp. Lai cát đại mỹ nhân, hoa màu hồng và rất là đẹp luôn, bông to. Em bán 60k một chậu. Đồng tiền tím cây tơ. Và dòng này thì hàng thuần than nhá. Cái đồng tiền tím này hiện tại em thấy là nó vẫn còn đi ngọn. Nên là cái lô tiền tím hôm nay thì cây của nó vẫn phát triển về chiều cao, chiều dài nhá. Và tiền tím là một trong những dòng mà siêng hoa nhất mà em từng thấy á. Bông hoa đẹp và hàng này hay ghép tác phẩm. Em bán một chậu tiền tím đẹp như thế này với giá là 60.000 ạ. Đồng tiền vàng đổi màu. Khá là nhiều bác hỏi đồng tiền vàng sao lâu lắm em không về ấy. Bởi vì em cũng phải lựa cái nhà vườn nào người ta xuất cái cây mà chất lượng. Có những cây nhà vườn người ta bé quá, cây non quá em không dám lấy. Chứ còn giống thì em lúc nào em cũng có sẵn, những cái nhà vườn người ta cung cấp giống. Nhưng lần này cây của nó đang trong giai đoạn là thắt ngọn, chuẩn bị nhú vòi. Cái lô đồng tiền vàng này đảm bảo cho mọi người chơi Tết rất là ok này. Đây, thắt ngọn này, chuẩn bị nhú này. Mà cái đồng tiền vàng này cây rất là đẹp nhá. Lá mướt và hoa thì sai hoa. Dòng này dòng hoa đổi màu, bông cũng rất là xinh. 60.000 đồng một chậu đồng tiền vàng đổi màu. Đồng tiền tôm. Đồng tiền tôm này thì cũng rất là lâu rồi, cũng phải cách đây 2 tháng rồi mới về các bạn, mới về lại đấy ạ. Cái đồng tiền tôm này hoa rất là sai hoa mọi người nhá. Sai hoa mà cây to lắm, lần này cây to. Đang nhú vòi, chuẩn bị nhú vòi. Đứng ngọn, chuẩn bị nhú vòi. Cái đồng tiền tôm này em bán 60.000 đồng một chậu nhá. Thỏ xưa lại về thêm này. Lô cây tơ và cái dòng thỏ xưa này hoa màu trắng, lưỡi tím rất là đẹp. Cây đang nhú vòi, gần như nhú vòi hết rồi. Thỏ xưa 60k một chậu ạ. Xem bên đây là cây Dendro Lycat 6 mắt. Cũng chia sẻ luôn là hôm trước em nhập những cái lô Lycat 6 mắt thì chưa tìm được nguồn mà nó gọi là giá hợp lý. Đến hôm nay á, tìm được một cái nguồn giá cực kỳ là hợp lý cho mọi người luôn. Đây, những cái chậu hôm trước như thế này đã rơi tầm 100.000 rồi các bác này. Đấy, Dendro Lycat 6 mắt, cái dòng này bông to mà hoa rất là đẹp. Nhưng hôm nay cái nguồn này hợp lý nhá. Giá em cũng bán đồng giá bằng 60.000 đối với tất cả các dòng Dendro Lycat 6 mắt này. Đấy, 100.000 mà hôm nay có 60.000 này. Cây đứng đọt hết rồi, chuẩn bị nhú vòi các bạn.
cái Dendrolycus 6 mắt hôm nay cái vườn này đảm bảo mọi người là cháy hàng luôn. Đấy, em rất là ưng luôn. Đấy, Dendrolycus 6 mắt bông to. Sang bên đây là cây vàng tia. Vàng tia thì hoa của nó là màu vàng với cái lưỡi của nó họng màu đỏ tia ria rất là đẹp. Thi thoảng những cây này đang đứng ngọn và chuẩn bị nhú vòi này mọi người ơi. Chậu lùm thì nhiều thân, chậu cao thì nó ít thân hơn một chút nhưng mà cao rất là mập đẹp. Đấy, vàng tia lô rất là ưng ý nhá. 60.000 đồng một chậu. Tiếp theo là VK76. VK76 là một cái dòng hàng cực kỳ là siêng bông. Hiện tại cây này đang nhú vòi nụ rồi. Chậu của nó ít thân thôi. Cái dòng VK76 là cái dòng dendro mà siêng hoa rất là đẹp luôn. Hoa màu tím hồng. 60.000 đồng một chậu VK76. Hàng này lâu lắm mới về. Các phiên trước về cây bé xíu bằng cái thân này này. Lô này về đẹp thật. Robert hoa thơm. Dendro Robert hoa thơm. Lâu lắm rồi mình không về Robert này các bác này. Robert đợt này cây đứng đọt hết rồi. Mà nhiều cây đang sưng mắt nụ này các bác. Đẹp lắm, sưng mắt nụ. Đẹp cực kỳ luôn. Robert đẹp ơi là đẹp. Mướt mát. Robert hoa thơm 60.000. Phía bên này là những chậu chớp sao băng. Mọi người ngắm qua cùng mặt hoa của cái dòng chớp sao băng này. Bòi hoa dài rất là siêng bông. Và cái dòng chớp sao băng này hoa nó rất là độc đáo nhá. Bòi nó dài y hệt như này. Cái cây này em sẽ để quảng cáo mặt bông. Ui, đẹp lắm. Chớp sao băng này. Cái dòng này là hàng ươm ki lên nhá. Nên là có những thân rất là già, người ta vẫn giữ lại thân già để cho nó đầy mầm gốc. Và chậu nó cũng không quá nhiều thân đâu các bạn. Chậu này nó hàng này nó không quá nhiều thân. Đấy, ít thân như này thôi. Và có cả thân già nhá. Chỉ có một vài cái mầm tơ nó lên thôi. Hàng này chủ yếu là sưu tầm giống thôi các bạn. 130.000 một chậu chớp sao băng. Chớp sao băng 130. Đây cho mọi người ngắm qua lại một lửa cái phun bông của nó. Vòi dài mà loại này siêng bông lắm ạ. Như cái chậu này cũng toàn thân già. Đang nhú nhú ít thân tơ thôi. Có tầm khoảng 5-7 bụi thôi. Cái hàng này hàng sưu tầm mặt hoa. Tiếp theo là đỏ ngọc trai. Cái bông hoa của đỏ ngọc trai mọi người có thể tham khảo. Bông hoa rất là đẹp. Đấy, bông hoa của nó màu tím ánh rất là xinh. Đỏ ánh ấy. Đỏ ánh. Và dòng này hoa này là hoa bói nhá mọi người. Nó còn bị gãy ngồng hoa nhá. Chứ còn thực tế hoa ở vườn nó nở đẹp cực kỳ luôn. Em nhìn mà em rất là mê từ lúc mà nhìn cái bông hoa của đỏ ngọc trai này. Cái dòng đỏ ngọc trai thì lá của nó là lá mít mọi người ạ. Lá to, rất là to. Nhưng dòng này lá chân thì nó hơi hay bị rớt một chút. Chậu thấp thấp thì nó sẽ nhiều thân hơn. Còn những chậu cao cao thì nó sẽ ít thân hơn. Ví dụ như những cái chậu cao cao như này. Cao như này nó ít thân hơn một chút này. Đấy. Thân rất là to, mập, đẹp. Và em bán một cây đỏ ngọc trai này với giá là 80.000 đồng một chậu nhá. 80.000 đồng một chậu đỏ ngọc trai. Dendro chớp hồng lại vừa thêm một lô này các bác này. Chớp hồng lần này cây của nó cũng nhiều thân, đẹp. Một số cây còn đang nhú nụ cơ. Em bán 150.000 một cây nhá. Chớp hồng này bông to lắm. Bởi vì cây này là những cây nó trưởng thành. Và còn những cái cây mà giống mà cây nó tơ mà nó bằng một thân, bằng một gang này thì em không lấy. Bởi vì cây nó hoa bói, nó bé, nó xấu ấy. Cây này to hơn 150.000. Tiếp bên đây là những chậu dendro nắng nhật nhá. Cái bông nắng nhật thì nó rất là sai hoa. Đây mọi người có thể nhìn hộ em cái bông hoa của nó này. Đây là chậu chỉ có 3 thân nữa. Các vườn người ta trồng theo kiểu xuất hàng hoa ấy, người ta chỉ nuôi 3 thân cho nó mập, nó khỏe phát triển rồi đến lúc mà ra hoa họ xuất. Đây là chậu phi to nhé cả nhà, nhìn phi to này. Còn hôm nay em xuất cho mọi người những chậu này cũng có hoa và chậu của nó rất là nhiều thân luôn. Nhưng mà cái chậu này nó kiểu như là nó to nhiều thân quá, nó tràn hết bầu ấy, về mọi người đòi hỏi phải sang chậu. Và chậu nắng nhật của nhà em ngày hôm nay này nó siêu nhiều thân luôn, mầm cũng đẹp. Và các bác muốn lấy chậu nụ thì em nhặt cho các bác một vài chậu nụ. Và đây. Nắng nhật nhá. Cái nắng nhật này hoa đẹp lắm ạ. Đây, bông hoa thì mọi người có thể nhìn này. Màu tím hồng rất là xinh. Và loại này thì rất là siêng bông. Đấy, bông khuôn bông của nó đây, đẹp. Và hôm nay thì một bụi nhiều thân như thế này em xuất cho mọi người với giá chỉ có 100.000 đồng một chậu thôi. Lô này rất là đẹp, 100k một chậu. Thân của nó sẽ lùn lùn nhá. Thân nó hơi lùn lùn. Mọi người sang chậu và trồng thì nó sẽ phát triển to hơn như những cái chậu mà em vừa rồi quay cho các bác ấy ạ. Bởi vì hàng này là cái mặt hoa ở vườn. Đây là mặt hoa ở vườn người ta gửi ảnh cho em ạ. Của cái vườn này họ xuất này. Bông rất là đẹp. Pensoda xưa chậu phi 18 nhá. Hàng này hàng nhà em là hàng thuần than và chậu khá là nhiều thân các bác. Nhiều cây còn đang đẩy ngồng hoa này. Các bác nào lấy ngồng hoa thì cũng có, nhưng thường những cái cây mà có ngồng luôn ấy em thấy là nó sẽ hơi ít thân hơn. Còn các bác mà lấy những cái chậu mà đứng ngọn như này thì em sẽ có thể lựa chọn cho bác những chậu nhiều thân hơn. Và chậu pen này thì cây cao hơn, to hơn và mập hơn, nhiều thân hơn. Và đồng giá hôm nay cũng chỉ có 170.000 một chậu Pensoda chậu phi 18 thôi. Loại này cây cao lắm nhá. Cái loại phi 18 này này có 170.000. So với các năm trước là toàn 220 đấy, năm nay là rẻ hơn rất là nhiều. Lô 5 cánh trắng quốc dân. Chưa khi nào về cái lô 5 cánh trắng quốc dân mà cây tơ nó nhiều như thế này nhá.
thân của nó nhiều mà toàn thân tơ nhiều như thế này các bạn. Và hàng hôm nay thì chỉ có giá là 120.000 một chậu thôi. Đây, cái lô lần này tơ mướt mượt mượt luôn. Và cái dòng phút dân này hoa nó sai, hoa nó thơm lắm các bạn. Hoa nó thơm cực kỳ luôn. Có một vài cây thì đang nhú nụ, còn đa phần là hàng lá như thế này nhá. Cái loại 60.000 nó chỉ có một cọng như này. Em... cái loại 60.000 nó chỉ có một cọng này và một cọng này đã 60. Riêng cái vườn này là cái vườn nó xuất chuyên hàng khủng của cái quốc dân này. Nó to, nó nhiều thân đấy, 120k. Ờ, em lại vừa về thêm một lô thẻ bài nhá. Nhưng mà hôm nay thì em về cái lô thẻ bài là thẻ bài đỏ các bạn. Hôm trước là cái thẻ bài hồng, nhưng mà cái hồng hôm trước là nó hơi nhọt. Nhưng cái thẻ bài đỏ này hoa nó sẽ đậm hơn. Và bây giờ nó, đây, khi mới nở nó hơi xanh xanh này, dần dần nó mới chuyển sang màu đỏ. Và cái màu đỏ sau này nó còn nở hoa ở trên những cái thẻ bài này. Cái dòng thẻ bài này nó là một cái cây phong thủy nhá. Phong thủy thu hút tài lộc, đây bông hoa của nó màu đỏ rực rỡ. Cái thẻ bài đỏ em nhập nó cao hơn. Thứ nhất thẻ bài nó sẽ có loại là loại màu đỏ, loại màu hồng. Và thứ hai nó còn phân theo là chậu mấy thẻ. Một thẻ, hai thẻ hay ba thẻ. Hàng của em hàng ba thẻ trở lên nhá. Hàng ba thẻ trở lên và chậu sum suê nhiều thân này. Hàng này hàng nở hoa lắm. Cây thẻ bài người ta còn có một cái tác dụng nữa là cây thanh lọc không khí đấy. Em thấy ở trên mạng người ta còn nói là thanh lọc không khí. Những cái cây thẻ bài này rất là đẹp. Phong thủy, thanh lọc không khí. Em bán một chậu thẻ bài từ 3 thẻ trở lên là giá 110.000 đồng lắm. 110.000 đồng một chậu thẻ bài. Lan quân tử ạ. Lan quân tử là cái dòng cây phong thủy. Lại thêm một dòng cây phong thủy nữa. Hàng em là hàng size bầu to mọi người nhá. Cái quân tử nó rất là nhiều size bầu. Và hôm qua là em đi lên tận vườn em chọn từng bầu một đấy ạ. Đây là cái loại size to, chậu to nhiều thân. Cây xếp nhiều cặp lá. Bởi vì quân tử nó cũng có cái loại rẻ của nó thì cây nó nhỏ hơn. Và nó là trồng size bầu bé nhá. Đấy, lan quân tử. Dòng này hoa của nó đẹp lắm. Nó nở trên ngọn như thế này. Đấy, cây to trưởng thành rồi. Và một cái bầu quân tử size to. Và hàng VIP này em bán 100.000 thôi. 100.000 đồng một chậu. Cây của nó nhiều cặp lá thế này cơ mà. 100k ạ. Em vừa về một lô vũ nữ rất là mới. Đó chính là dòng lava đỏ nhá. Cái dòng này hàng sưu tầm hoa nó size lắm. Như mọi người nhìn này, cái thân của nó bé xíu này nhưng mà hoa nó cứ đẩy liên tục ấy. Cái dòng đỏ lava này rất là đẹp luôn. Em bán 80.000 nhá. Cái hàng này là cái hàng giống nó đắt nên là cây nó bé, chứ không phải là do đắt nó đắt nó đắt tiền đâu. Nhưng mà giống nó đắt thật. Thị trường bán cái loại này từ lâu rồi nhưng mà khách hàng nhà em cũng cứ hỏi em chần chừ mãi, hôm nay em mới nhập về đấy ạ. Cũng có cây có nụ, có cây nở hoa. Cái lava đỏ này hàng mới về này. 80k hàng sưu tầm nhá. Mọi người làm hai chậu cũng được, mua hai chậu về trồng rồi nó đẻ dần ra cái dòng vũ nữ này, đẻ dần ra rồi mình chơi. Bông rất là đẹp. Em tiếp tục lại về thêm một dòng vũ nữ nữa, đó chính là dòng vũ nữ sô cô la đỏ. Đợt vừa rồi thì em gọi là cây đỏ thơm thôi, nhưng thực ra thì thị trường bây giờ người ta đang gọi cái dòng này là sô cô la đỏ. Bởi vì sao? Khuôn bông giống y hệt sô cô la, nhưng mà màu của nó là màu đỏ đậm rất là đẹp. Đây là em để trong cửa hàng nhá. Để ra bên ngoài ấy, có ánh sáng vào hoa của nó còn lung linh hơn rất là nhiều đấy cả nhà ơi. Đây bông hoa này mới chấm nở. Lô trước thì nở rất là nhiều, nhưng lô đợt này em thấy là rất là nhiều cây còn đang nụ hoa này. Và bụi của nó cũng khá là nhiều thân. Cái hàng này á, có những cái cần hoa nó phải cao đến hàng mét và phân nhánh rất là đẹp. Cái hàng này sẽ là hàng một ngồng và hai ngồng nhé. Ví dụ như hàng hai ngồng như này, có một ngồng nở trước, một ngồng nở sau, thì cho mọi người có thể sưu tầm sau mà cái hoa này nó bền 2-3 tháng cơ. Chơi Tết thoải mái, hoa thơm ơi là thơm. Em bán chậu một ngồng là 150.000. Đây ạ, chậu một ngồng hoa là 150.000. Hoa nó dài nó đẹp không? Cái này mọi người về nhá, riêng một ngồng mọi người có thể uốn tạo thế tạo dáng cũng được. Rất là đẹp. Một ngồng hoa, hoa nó bền 2-3 tháng, chơi rất lâu tàn. Còn hàng hai ngồng thì là 200 nhá. Đây hàng hai ngồng đây. Sẽ là một ngồng phân và một ngồng chuẩn bị phân. Vũ nữ sô cô la đỏ. Siêu thơm và siêu bền. Lô 5 cánh trắng họng đỏ nhà em về thêm một lô hàng mới này. Dòng này là dòng đen rô xuân nhá. Nó thuộc dòng đen rô xuân và nở vào thời điểm dịp Tết các bạn ạ. Đây ạ. Tình trạng cây bây giờ là tất cả những cây này gần như là đứng ngọn hết rồi. Nó đang chuẩn bị vàng lá xuống lá. Em thấy một số cây nhá, cái mắt nụ đang chuẩn bị đẩy lên này, sờ nó rất là gợn gợn ở cái tay ấy mọi người ạ. Đây ví dụ như chậu thấp thấp này thì nó nhiều thân, còn chậu mà thân nó cao thì thường nó ít thân hơn, nhưng mà so với tổng thể những cái lô 5 cánh trắng mà em từng nhập ấy thì nó là một cái dòng này đã nhiều thân lắm rồi đấy các bạn. Đấy em bán một chậu 5 cánh trắng dendro, 5 cánh trắng họng đỏ này. Dendro xuân nhá. Các bạn đọc kỹ cho em, tại vì nhà em nói nhiều mã dendro đúng không các bạn. Đọc cho em là 5 cánh trắng họng đỏ dendro xuân, 5 cánh trắng họng đỏ là 170.000 một chậu nhá. Em vừa về một cái lô vàng dendro vàng mắt đen này. Cái dòng dendro vàng mắt đen hay vàng kim cương này mỗi năm thì các bác cũng đã quá quen thuộc rồi các bạn. Cái cây đợt này tình trạng cây đã đi vào giai đoạn thắt ngọn, xuống lá để cho hoa. Và hiện tại thì
Em thấy nhiều cây cũng đang chuẩn bị sắp tới nó sẽ sưng nụ nhá. Chậu trung bình nó sẽ từ 3 đến 4 thân tơ trong một chậu như này. Đang bầm như này. Hàng này thì em xin phép bán với giá là 100. Đây này, nhiều cây đang nụ đấy mọi người này. Đấy. 180.000 đồng một chậu dendro vàng kim cương nhá. Dendro vàng mắt đen. Còn bên đây là dendro nắng nhật đây. Cái nắng nhật này hoa của nó màu tím đậm rất là đẹp. Và loại này cũng đang chuẩn bị sưng nụ này. Cái dendro tím nhật này em bán 200.000 nhá. 200.000 một chậu tím nhật. Tím nhật này về có chục chậu thôi. Tím nhật dòng dendro cổ xưa ấy. Brass thì hiện tại em có những màu brass như sau. Đầu tiên nó chính là cây phượng hoàng lửa này. Phượng hoàng lửa này bay 24 giờ luôn, hoa rất là đẹp. Loại này em bán 120.000 đồng một chậu. Riêng tất cả dòng brass hoa nở quanh năm mà bông rất là đẹp. Thứ hai là brass trắng lưỡi tím. Cái loại này thì hoa của nó bông to lắm, đẹp lắm, nhưng mà cây của nó thì không được nhiều thân bằng những loại khác. 120.000 brass trắng lưỡi tím. Còn duy nhất 3 bụi brass trắng to đùng nhá. Hàng này em đang sale với mọi người đó. Hàng này hàng 120, hôm nay sale với mọi người 90.000. Cái dòng brass trắng này còn có một tên gọi khác nữa, đó chính là cây nữ hoàng bóng đêm nhá. Bụi to nhiều thân. Em chưa bao giờ em bán cái lô này là 90.000 đâu. Nên là hàng này đang là sàng sale giảm giá 90.000. Tiếp theo đến dòng lan cát ạ. Lan cát thì em lại vừa về thêm một lô hàng mới đó nhá. Bổ sung thêm những mã cát vừa rồi đang bị hết hàng. Và cát nhà em đợt này đang trợ giá rất là nhiều mã cát, giá cực kỳ là rẻ ạ. Trước mặt mọi người đây là cây cát King Coral đổi màu ạ. Bác nào chơi King Coral đổi màu gần như là khách hàng khi đã mua dòng này được thưởng thức hoa đều rất là khen. Bởi vì thứ nhất là dòng này bông to, sai hoa, bông hoa đổi màu đẹp. Và thứ hai là dòng này hoa thơm nhá, bụi to. Hàng này là cái hàng em bán trước đây là 250 đấy ạ. Nhưng lần này thì đang cuối năm em để cho mọi người 220.000 đồng một chậu nhá. Cuối năm nhà vườn cũng có những cái lô hàng tri ân khách hàng ạ. Chỉ có 220 thôi, bụi to. Hàng rất là đẹp, hoa thơm nữa. Tiếp bên đây là những chậu Taiwan Gold ạ. Dòng Taiwan Gold này hoa của nó cánh chớp nhá. Hoa màu vàng, lưỡi đỏ đậm và chớp chớp màu đỏ rất là đẹp. Hàng này chậu nhiều thân nhá. Hồi đầu cái dòng Taiwan Gold này nó đắt, nó mới về xuất hiện thị trường không? Cái loại này còn 220.000 một chậu ạ. Lô đợt này em lấy được rẻ 180.000 thôi. Đây là bầu size to nhá mà có 180. Giá quá yêu thương chưa ạ? Em có một cái dòng trắng chớp này. Dòng này là tím chớp. Bụi to, nhiều thân. Cắt mới về 150. Cái tú cổ đỏ này bụi to, nhiều thân nhá. Các phiên trước hồi đầu em nhập những cái loại này là nó giá tiền khá là cao. Và hàng này gần như nó phải rơi tầm 180-200 một bụi to này. Hàng size bầu to ấy. Nhưng mà cái vườn này người ta đổ cho em được cái giá nó rất là hấp dẫn. Cái tú cổ đỏ này hoa của nó màu đỏ chùm rất là đẹp. Em bán với giá là 150.000 thôi nhá mọi người nhá. Này, một chậu to nhiều thân này có 150 thôi. 150.000 một chậu tú cổ đỏ. Sang bên đây là cây cát Mosa đổi màu. Cái Mosa đổi màu này hoa của nó là màu đỏ, đỏ dần dần chuyển sang màu cam nhá. Cái cây này thì cây của nó là chậu to, rất là nhiều thân. Em bán mọi người là 180.000 đồng một chậu Mosa đổi màu. Đấy, Mosa đổi màu còn 4 chậu thôi. Tiếp theo bên đây đó chính là cây cát cam lưỡi đỏ. Cam lưỡi đỏ nhá. Cam lưỡi đỏ thì em sẽ có hai dòng, bụi size to và bụi size nhỏ nhá. Đây là hàng bầu to, mọi người nhìn cái bầu này mọi người biết này. Đây là bầu to này, còn cái bầu nhỏ là cái bầu như thế này. Đấy mọi người, hình dung là để cho mọi người dễ phân biệt. Cái cam lưỡi đỏ này cũng có duy nhất 4 chậu loại to thôi. Và em bán là 200.000 đồng một chậu nhá. Bình thường cái loại này nó ít thân cực kỳ luôn. Nhưng lần này về cái bụi to nó số lượng thân nó rất là nhiều. Nên là mọi người rất là ưng ý ạ. Đây là cam lưỡi đỏ. Còn đây là còn duy nhất một chậu King Coral đổi màu này. Bác nào nhanh tay để sưu tầm được cái chậu này. Chiều nay thì em về thêm tầm 6 chậu nữa nhá mọi người nhá. Nhà vườn người ta cứ lựa được bao nhiêu chậu to thì người ta gửi cho em là từng đấy. Còn King Coral đổi màu thì nó bụi nó cũng to, nhiều thân như thế này. Hoa của nó to mà dòng này bông thơm nhá. Dòng này hoa được trực tiếp nở tại vườn em rồi. Bông rất là thơm nên là em có những cái thông tin chính xác nhất về cái dòng King Coral đổi màu này. Em bán là 220 một chậu nhá. Bác nào lấy thì đến chiều về thêm mấy bụi đấy, thoải mái. Còn tiếp theo là cái cây lông heo xanh. Cái lông heo xanh này cây của nó thì nó ít thân thôi. Nó không được nhiều thân bằng những cái hàng khác đâu. Nhưng mà dòng này là hàng sưu tầm hoa. Đấy, cái lông heo này là sưu tầm hoa. Màu xanh và cái lưỡi của nó tua rua rất là đẹp nhá. Cánh tua rua, lưỡi cũng tua rua rất là đẹp. 170.000 nhá. Cát tuyết mùa hạ. Bông màu trắng, cánh xoắn. Dòng này thì bông của nó sai hoa cực kỳ. Cát hai lá, bụi to, nhiều thân. 170.000. Đây là tuyết mùa hạ. Tiếp theo là cát màu đỏ, đỏ thơm. Cái dòng này thơm lắm nhá mọi người nhá. Bông hoa của nó đây. Đấy, đây là bông hoa nở thôi. Còn cái bông hoa giờ em gửi đi thì còn có 3 cây thì cây của nó hàng lá này nhá. Cái loại này dễ ra hoa cực kỳ luôn. Cái bông đỏ thơm này. Đẹp dã man.
chùm chùm. Dòng này em bán 120.000 nhá, đỏ thơm. Tiếp theo là cây Taiwan Bip Lip. Đây là cát Taiwan, cát Đài Loan Bip Lip nhá. Quá là nổi tiếng luôn. Ngày xưa cái dòng này á, bán theo tép đấy mọi người ạ. Chậu nó nhiều thân lắm, nhưng cái lá của nó hay bị gập như thế này. Đấy, chậu thì nhiều thân. 120.000 một chậu Taiwan Bip Lip. Taiwan Bip Lip, mọi người cứ đọc cho em là Taiwan Bip Lip cho em nhá. Đấy. Sang bên đây là cây Bảo Nghi. Bảo Nghi thì hơi ít thân nhá mọi người, nó không có nhiều thân đâu. Cái Bảo Nghi rất là ít thân, còn 3 chậu thôi. Nhưng Bảo Nghi rất là dễ ra hoa. Cái màu hoa của nó là màu đổi màu, từ màu đỏ sang màu cam, cam sang đỏ, đẹp lắm. Bông to loại này 120.000, xin lỗi mọi người, 120. Cát trắng lưỡi tím bông to và sai hoa, dòng này hoa thơm, 150.000 đồng một chậu. Cát trắng lưỡi tím này. Cát xanh, cát xanh này là xanh cốm nhá mọi người nhá, xanh cốm. Chậu này thì nó không được nhiều thân đâu, màu xanh cốm không được nhiều thân nhưng bông nó to vĩ đại luôn. Bông nó to lắm, màu xanh này bông to. Cắt một lá mà 120.000 cắt xanh cốm. Đây, cái cam lưỡi đỏ nhưng mà hàng sai nhỏ đây, hàng sai nhỏ lần này bụi cũng nhiều thân nhưng mà so với số thân này thì cái này chắc chắn là nhiều thân hơn. Loại này sai nhỏ là 150.000. Đây là cam lưỡi đỏ. Cam lưỡi đỏ sai nhỏ 150.000. Còn duy nhất một chậu cam ông trời này, 120.000 này. 120.000 này, cam ông trời của một chậu duy nhất này. Xanh cẩm thạch nhá, 120.000 này. Loại này hơi ít thân nhưng hoa thì nó đẹp, bông to, xanh cẩm thạch 120k. Đấy, nó tùy từng dòng các bạn chứ không phải là dòng nào cũng như nhau. Màu vàng, đây là màu vàng New Hampton nhá. Cái màu vàng New này, bụi của nó cũng nhiều thân phết đấy. Cát hai lá, hoa chùm đẹp lắm. Mới về thêm đấy ạ, 120.000. Vàng môi son. Vàng môi son hay là tú cầu vàng nhá, bụi nhiều thân nhá mọi người nhá. Hàng em hàng ưu tiên nhiều thân đấy ạ. Vàng môi son này 120k. Cái cánh của nó màu vàng ấy, cái ánh bóng lên rất là đẹp và cái lưỡi của nó đậm đậm rất là đẹp. Cả nhà ơi, em lại về thêm một lô chớp Mỹ nữa này cả nhà này. Hôm nay cái lô chớp Mỹ này đang sưng nụ khá là nhiều nhá các bác nhá. Thân nó dài hơn. Và hôm nay có những chậu 4 thân, 5 thân, 6 thân. Ví dụ những chậu 4 thân như này em thấy nó dài hẳn gần mét thôi, 80-90 cm đấy ạ. 5 thân, 6 thân thì nó sẽ ngắn hơn, có cả những thân ngắn hơn. Bây giờ tầm thân thòng mọi người nhìn thì hơi trơ trụi lá thôi, nhưng đến vài nữa lúc sưng nụ như những dàn chất sắc pháo ấy thì quá là tuyệt vời. Và hàng hôm nay hàng nụ này đáng ra là gần Tết nó sẽ cao hơn ấy, nhưng mà em bán chớp Mỹ thì vẫn giữ giá cho các bác là 200.000 một chậu. Ngày xưa cái dòng chớp Mỹ này nó là một trong những cái hàng thành phẩm này, nó là một trong những cái hàng gọi là cao cấp nhất của dòng phi điệp đấy ạ. Đấy, và chỉ có 200.000 một chậu thôi. Đó, 200.000 là các bác sở hữu được một chậu rơi tầm từ 4 thân, 5 thân, 6 thân chớp Mỹ. Và hiện tại đang sưng nụ hết rồi nhá. Các bác về không phải kích hoa nữa đâu. Nhà em gọi là đã báo nhà vườn là kích hoa luôn cho các bác rồi. Về chỉ việc treo và hạn chế tưới nước cho em, chờ sưng nụ thôi các bác ạ. Rất là đẹp cái lô chớp Mỹ này. Cánh viền chớp càng xinh và hoa thơm mà nó rất là chuẩn Tết. Riêng cái loại chớp Mỹ này mua 3 chậu em bao ship cho các bác nhá. Tiếp bên đây là những cái lô trầm đồng đỏ siêu VIP. Lô trầm đồng đỏ này là em lấy số lượng nhiều để em bắn cả Tết luôn các bác ạ. Nên là nếu mà các bác lấy bây giờ là giá thành nó sẽ rẻ hơn đấy ạ. Và hôm nay thì một chậu trung bình là rơi tầm 4 thân. Khá là dài. Như thế này đang xuống lá dần đều này. Cây rất là mập mạp đẹp. Mới giá là 130.000 đồng một chậu nhá. Trung bình là 4 thân, cũng có chậu 5 thân. Nó thấp thấp như này. Cây cao to đẹp. Với giá là 130.000 một chậu. Mua 3 chậu trầm đồng đỏ em miễn phí ship ạ. Này có cây xuống lá gần như hoàn toàn rồi. Và nhà em còn đang cắt lá đi để cho nó kích thích cái sự sưng nụ của cây đấy ạ. Phía bên đây là những chậu lan trầm cổ ạ. Trầm cổ thì tầm này đang vào giai đoạn thắt ngọn và đang xuống lá dần đều rồi nhá. Đây em đang hạ xuống cho mọi người hai chậu trầm cổ để các bác có thể so sánh được cái lô đợt này nó đẹp cỡ nào này. Thứ nhất, trầm cổ ngày xưa thì nó là cái dòng hàng bán theo thân. Một cái thân trầm cổ mà cao như này các năm trước ấy, cái năm mà thời điểm mà đắt đỏ nhất ấy, nó là 350 một thân trầm cổ ạ, mà lúc đấy sưu tầm tranh nhau mua. Đến ngày hôm nay thì một chậu như thế này nhiều thân, giá chỉ có 150.000 thôi. Ví dụ như chậu này là 2 4 6 7 7 8 thân này, chậu này về trụ thân này. Nói chung là những cái chậu nào mà thân dài thì nó ít thân, còn chậu thân ngắn thì nó nhiều thân. Và em bảo hành cho mọi người một chậu phải từ 6 thân trở lên nhá. 6 thân trầm cổ trở lên. Và giá chỉ có 150.000 đồng một chậu thôi. Và đợt này thì em đang hỗ trợ mọi người là mua 3 chậu miễn phí ship đối với dòng trầm cổ ạ. Trầm Thiên Long ạ.
Mọi người nhớ đấy, cái trầm thiên long ngày xưa nó là một cái dòng rất là đắt tiền, mà sưu tầm loại này gần như là chỉ bán theo thân thôi. Hôm nay em về một cái lô trầm thiên long hiện tại đã đang xuống lá hết rồi, hoa cực kỳ là thơm luôn nhá. Mà bây giờ chuẩn bị đan nứt mắt nụ, chuẩn bị thôi ạ. Xuống lá như thế này chỉ cần thời tiết nó ấm lên một tí là sưng nụ rất là nhiều. Và hôm nay thì một chậu này trung bình nó sẽ rơi tầm cũng có 4 thân này. Chậu nào 4 thân thì thường thân nó dài, như chậu này 6 thân thì thân nó ngắn hơn một chút, cứ đều đều như thế. Thì từ 4 đến 6 thân, 4, 5, 6 thân một chậu. Em bán chỉ có 85.000 đồng một chậu trầm thiên long thôi. Tất cả các dòng trầm đều thơm, mà cái trầm thiên long này là cái dòng hàng rất là đắt đỏ nhá. Mua 3 chậu em tính cho mọi người là 80.000 một chậu. Đấy, trầm thiên long mới về cái lô hàng mấy chục chậu này. Cây thắt ngọn rất là đẹp, thân đanh lắm ạ, sờ rất là sướng, vài nữa sưng nụ. Mọi người ơi, để treo một cái chậu trầm này á, trên bàn rất là xinh luôn. Đấy, em ship từ 2 chậu nhá. Loại này ship từ 2 chậu, còn mua 3 chậu thì giảm cho 5.000 một chậu. Còn vài chậu hoàng thảo kèn này. Đây, kèn thì nói thật là nó rơi tầm 4 thân hoa trở lên, nhưng căn bản là cái lô này người ta trồng giá thể nó là cái vỏ thân vụ này này, nó sẽ bị tuột ra khỏi bầu ấy, thì em sẽ bán theo cụm này nhá. Thằng này em bán 80 đấy, hôm nay em bán cho mọi người 70.000 một cụm. Hoàng thảo kèn chuẩn hoa về mọi người trồng lại thôi. Em đang dâm vào ấy, còn 4 bụi, tính giá 70.000 xả nốt. Tiếp bên đây là những chậu đùi gà tròn hàng thuần. Sở dĩ đùi gà tròn hàng thuần bán chạy hàng bởi vì giá nó quá là rẻ ạ, so với hàng kg đã rơi tầm 200.000 một cân rồi. Còn đây là một chậu gà tròn hàng thuần. Đấy ạ, cân nặng của một cái chậu gà tròn này cũng rất là nặng nhá cả nhà nhá, mà thân tơ nó nhiều. Đấy, nhiều bác trồng gà tròn không phải là đơn giản đâu ạ. Cũng có những bác trồng được, cũng có những bác không trồng được. Và hàng thuần này thì đã thuần ổn định dễ dàng. Đây, dễ bám rất là chắc vào giá thẻ rồi. Và hôm nay thì em còn gần chục chậu gà tròn hàng thuần, giá tri ân mọi người 200.000 đồng một chậu thôi ạ. Rẻ hơn cả hàng kg các bác mua cơ. Nhưng về chỉ việc có một thao tác là treo lên và chơi thôi, giá chưa từng có. Phía bên đây là những chậu đen rô xuân cũng nhiều thân, nhưng thân nó lùn hơn nhá. Dòng này thì cây cũng trong tình trạng là đứng ngọn và xuống lá để chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Những dòng đen rô xuân thì hoa nó bền lắm, trời tận 2 tháng mới tàn cơ ạ. Em bán một chậu đen rô xuân này là 150.000 đồng một chậu nhá. Mầm gốc lên rất là đẹp. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cho mọi người đến một cái dòng địa lan rất là thơm, bông to, cánh dày sai hoa. Một dòng địa lan hoa màu vàng rất là đẹp và bụi này bụi to các bác nhá. Hàng này em bán giống thôi bởi vì hàng hoa của nó rất là đắt tiền. Riêng cái loại này hàng hoa cực kỳ là đắt tiền, nó phải rơi tầm gần 300.000 một chậu cơ. Đấy, cái lô này nhà vườn người ta xuất hàng giống cho em này, mầm đê rất là khỏe. Một chậu địa lan các bác hình dung là một cái size chậu này, size chậu to, người ta bán cái hàng địa lan Tết ấy, nên là bầu này bầu lớn nhất trong tất cả cái dòng địa lan người ta bán. Và số lượng thân trong chậu cực kỳ là nhiều. Đấy, hôm nay xuất cho các bác một cái lô hàng địa lan hoa vàng thơm này với giá là 130.000 đồng một chậu thôi ạ. Số lượng có hạn nhá, bởi vì cái lô này là lô em lấy của vườn để em bán giống cho các bác. Dòng này hoa cực thơm mà cánh hoa dày dặn, lâu tàn. Mua 2 chậu em tính là 250.000 một đôi. Đấy, hàng này bán lẻ ra hàng hoa đã rơi tầm hơn 300.000 một chậu rồi. Đấy, còn đây bây giờ em bán xả cho mọi người 130.000 một chậu để mọi người làm giống nhá. Củ giả hành thì to, mập, khỏe. Mẹ vừa về thêm một lô kiều đột biến nữa này cả nhà này. Cái kiều đột biến này là cái kiểu mà chuẩn hoa nhá, em bảo hành mặt hoa cho mọi người luôn. Tại vì khách nhà em mua từ cái thời điểm đầu tiên cái dòng em bán kiều đột biến nó còn bé líu xíu này, mà 300-400.000 một giò này. Đấy, bé xíu này. Đấy, và bây giờ nó thành một giò to đùng rồi. Kiều đột biến này hôm nay thì em sẽ có hai mức giá nhá, tại vì nhập vào hai vườn khác nhau. Cái vườn bên đây này, vườn bên đây thì cây nó cao to hơn. Đây mọi người, cao to và đanh hơn. Thì cái hàng này như hôm trước em đã nói là em bán 250, là cái hàng này gần như là khách đặt rất là nhiều. Còn nhiều bác thì muốn cây mà số lượng thân nó nhiều thân hơn mà giá thành nó vừa tiền hơn, thì hôm nay cái loại này đấy, nó cao tầm gang tay đấy, trung bình tầm gang tay đổ lạng, và nhiều thân lắm các bạn. Kiều trắng đột biến chuẩn hoa này, kiều đột biến này em bán là 220.000 nhá. Có hai mức giá, một loại 220 và loại 250. Có hai khay của hai vườn khác nhau, thì các bác lấy vườn nào cũng được. Đáy châu blue này, đáy châu blue hôm qua về một lô mới mà cũng rất là nhiều khách hàng đang quan tâm cái dòng blue này, bởi vì đợt này nó đang có nụ hoa. Đây mọi người nhìn này, cái nụ của nó đang nhú ở những cái nách này, mà cái cây lá xếp rụt rịt rất là đẹp luôn. 150.000 một cây đáy châu blue nhá. Sang bên đây là cây đáy châu màu cam lửa này. Cam lửa là chậu cây đôi và hàng chậu gỗ. Hàng cây đôi mà giá rẻ có 200.000 một chậu thôi. Cây to. Đây là đai châu màu cam lửa này. Còn đây là đai châu màu đỏ. Đỏ này là đai đỏ rất là đậm đà, rất là đẹp. Hiện tại cũng đang có nụ hoa, mà một bên lá của nó phải dài đến 2 găng tay của em ấy. Cũng phải dài đến 2, à đến 2, đấy, gần 2 găng tay của em. Nụ hoa đỏ rất là đẹp này, nụ này. Cây đỏ này em bán là 230.000 đồng một chậu, đỏ thiên vương này nhá. Siêu đẹp luôn.
À, đây là một cái lô đai châu siêu nụ nhá. Tại sao em bảo siêu nụ? Bởi vì bây giờ hiện tại em đang thấy là ít nhất trong một chậu nó sẽ rơi từ 3 nụ trở lên. Thậm chí có những chậu nó rơi tầm 4 nụ các bạn. Cái lô đai châu siêu nụ này cây rất là to. Chẳng qua là người ta trồng trong một cái chậu này là chậu nhựa thôi, trồng trong nhựa nhựa nên là bao giờ cũng thế. Nếu mà cái này mà sang chậu gỗ thì chắc chắn mọi người là giá thành nó sẽ khác, rất là khác bọt rất là nhiều luôn. Và hôm nay thì em bán cái loại châu siêu nụ này với giá chỉ có 250.000 thôi ạ. Thi thoảng một vài cây có cây con này, 250 một chậu đai châu siêu nụ này. Đấy, cây rất là đẹp. Và châu Thái là một trong những dòng hàng chơi Tết rất là được nhiều người quan tâm. Đấy, cái lô này em về rất là ưng ý nhá mọi người nhá. Số lượng có ít thôi ạ, có hơn chục chậu.